có thể mất đi cái tình bạn đó. Bởi vì lúc này mình tình ngay Lý Giang. Đúng rồi. À, vậy thì có cái trận cãi nhau nào mà ở đó mình thấy rằng là nó không đơn thuần là cái trận cãi nhau của hai đứa bạn chơi thân không, giữa em với cái bạn nam kia, mà em tin rằng là trong cái sự lời qua tiếng lại đó nó có một chút hờn ghen, nó có những cái sự đỏng đảnh của một cô gái mà thực ra cảm xúc của cổ là tình yêu. Sau này lúc mà em biết là bạn đã bắt đầu biết cái tình cảm của em rồi thì bạn cho em một câu hỏi là bạn đang thích những người này nè. Và em cũng là một trong những cái lựa chọn đó của bạn ấy. Ừ. Em không biết là đùa hay thật nhưng em cảm thấy rất là sốc ấy. Lúc đấy cái tự trọng của mình nó bị dâng lên, kêu lựa chọn những người khác đi, đừng cho tôi là một trong những cái lựa chọn đó của bạn. Lúc đó mình giận là vì mình bị đem ra so sánh. Đúng rồi. Em nghĩ là bạn ấy cũng có tình cảm với em, nhưng mà cái tình cảm ấy nó không đủ lớn. Và trong cái quá trình tiếp xúc với em thì bạn vẫn có những cái mối quan hệ khác, và cũng có những người bạn nữ khác đang quan tâm đến bạn ấy. Thành ra là bạn ấy đang bị phân vân giữa các mối quan hệ và đang lựa chọn xem là thực sự là mình là thích người nào. Rõ ràng là trong cái chia sẻ của em về cái cậu bạn đó đó thì có vẻ như là trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà cậu ấy có rất là nhiều mục tiêu. Ở đây mình không nói chuyện này về cái việc là đúng sai hay là tốt hay xấu, bởi vì khi người ta đang trưởng thành người ta cũng khó định hình được đối tượng của mình, cho nên việc mà các bạn có nhiều đối tượng cũng dễ hiểu thôi. Nhưng em cũng là một cái cô gái cũng vừa mới lớn thôi, vậy thì lúc đó trong cái việc mình chần chừ, mình không muốn nói cho ảnh nghe về cái tâm tư của mình, nó có liên quan đến cái chuyện là em cảm thấy bạn này là một cái người dễ thay lòng đổi dạ và em hoảng sợ về điều đó mà em không dám đi xa hơn trong mối quan hệ này không? Em nghĩ là có, tại lúc đấy là trước đó thì mình cảm thấy có nhiều tình cảm, nhưng mà sau khi mà cái câu hỏi đó nó được đưa ra thì cảm xúc của em nó vơi đi. Em lúc đấy em cảm giác như là thực sự là em cũng cảm nhận được là nếu như mà đối với một người nam á, tình cảm đủ nhiều thì chắc chắn là bạn ấy sẽ không chần chừ đến thời gian đó, không phải trải qua đến tận quen hai người rồi mới bắt đầu để ý tới mình. Kiểu giống như hỏi câu cái mình tỉnh liền luôn. Dạ. Thực ra con trai cũng ngại ngùng lắm em. Các bạn nam nhiều khi cũng nhút nhát chứ không phải là không đâu. Và nhút nhát thì nhút nhát, đừng bao giờ lựa chọn sai chiến lược. Thay vì tấn công con người ta thì cứ tấn công đi. Nhưng không, nhờ người ta làm mai cho người này, nhờ người ta tư vấn cho người kia. Rồi đến một ngày đặt một câu hỏi mà đi vô lòng đất. Ê, tôi đang thích nhiều người lắm, trong đó có bà nữa, thì nên lựa chọn thế nào? Thực ra có thể vì sự nhút nhát bắt đầu các bạn dựng lên những cái tình huống như vậy. Yeah. Nhưng các bạn biết không, trong cái sự tiếp nhận của một cô gái, người ta không nghĩ giống các bạn. Người ta sẽ nghĩ ở hai chiều kích rất là phổ biến. Một đó là người ta tưởng bạn hỏi thiệt cho nên người ta sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Hai đó là người ta không tư vấn nhưng người ta nhìn thấy ở bạn một cái sự chần chừ và thậm chí là không đáng tin. Tại sao lại có thể để ý nhiều người cùng một lúc như vậy? Và lúc này là lúc mà có thể các bạn nữ sẽ giảm đi cái cảm tình lại và một mối tình nó không có hình thành. Cho nên đó, với trải nghiệm của Ngân, với chia sẻ của Ngân thì mình hy vọng rằng là đây cũng là một cái bài học cho tất cả những bạn nam. Nhút nhát thì nhút nhát nhưng mà đánh phải trúng mục tiêu nha, không có đi trời ơi mượn gió bẻ măng đồ các kiểu thôi nha. Vậy thì bây giờ quay trở lại, thế thì khi nào thì cái mối tình đó mà mình cảm thấy là mình phải dừng nó lại? Để mà kết thúc cái đó thì lại là một câu hỏi đi vào lòng đất khác. Sau khi hai đứa thi đại học, mỗi đứa một nơi, em ở trên Sài Gòn thì bạn học trường này, em học trường khác. Một ngày đẹp trời thì em có nhận được một cuộc gọi của bạn ấy. Thực sự thì bây giờ em cũng không nhớ chính xác đầu đuôi câu chuyện đó là như thế nào, nhưng mà có một cái ý là giống như bạn ấy gợi ý rằng nếu ví dụ hai đứa quen nhau thì sao. À, mình cũng kiểu bắt đầu mình cũng đang trong tâm thế là mình nuôi lại xíu. Nhưng mà sau đó thì đến cuối câu chuyện thì bạn nói giống kiểu nó là một câu hỏi đùa thôi. Thì thực sự lúc đấy là mọi thứ trong em là những cái cảm xúc trước giờ là nó tan biến sạch luôn. Lúc đấy thực sự là không còn yêu nữa mà em lại chuyển qua, em thực sự giận và em ghét một xíu, ghét bạn ấy luôn ấy. Tại sao là trêu đùa tôi như thế? Tại sao quá nhiều lần như vậy rồi đến bây giờ vẫn còn có thể nói được những cái lời như vậy? Mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Đúng. Sẽ có nhiều bạn khác nha, họ sẽ có một cái diễn biến tâm lý trong một cái trường hợp tương tự như vậy, theo cái kiểu là chí ít đây cũng là một dạng thành tựu, mình cứ giữ lấy cái con người này và mình cứ nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó tiếp tục. Cái gì ở bản thân em mà em cảm thấy là nó chạm vào lòng tự tôn
Nó không thể là cái câu chuyện mà mình mặc kệ được dù người ta có nhận ra tín hiệu. Em cảm thấy như là em đã đưa cho bạn cả một quá trình rồi. Thực ra cái giọt nước đó nó chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi. Còn tất cả quá trình từ trước đến giờ mình đã cho bạn rất là nhiều cơ hội. Và cũng đã vài lần bạn làm tổn thương mình rồi thì không có lý gì lần đó bạn lại tiếp tục như thế nữa. Nên là sau cái lần đó thì em gặp riêng bạn ấy nói chuyện với nhau. Từ sau cái lần đó là mọi thứ nó kết thúc. Khi mà mình muốn bày cái câu chuyện đó ra thì mình cũng phải đối diện với cái sự thật trước đó. Thì tại cái cuộc nói chuyện đó em có thừa nhận một cách chính thức với cái người con trai ấy là thực ra tôi đã từng thích bạn, tôi đã từng có cái sự nuôi dưỡng trên mối quan hệ này, nhưng mà bạn đã lần lượt giết chết nó từ lần này đến lần khác. Em có nói được cái lời đó cho đã cái nư không? Em có nói là tại sao không biết tình cảm như thế rồi mà vẫn kiểu như đùa giỡn đi nói vậy. Cái cuộc nói chuyện đó, thái độ của bạn ấy như thế nào? Bạn ấy có muốn níu kéo mối quan hệ với mình không? Lúc đấy bạn ấy cũng giải thích để cho em hiểu là bạn ấy không có đùa giỡn hay như thế nào. Nhưng mà thực sự là em cũng nói với bạn là đấy là cái lời bạn nói thôi. Còn cái hành động của bạn không giống những gì bạn nói. Thực ra cái cuộc nói chuyện nó cũng nhanh gọn lắm. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc là em bỏ đi. Là em nói thôi từ giờ về sau là hai đứa không chỉ là bạn bè thôi chứ không liên quan gì đến cái chuyện kia nữa. Năm đó là mình đã vào đại học rồi. Bắt đầu năm nhất á. Đến thời điểm này với cái câu chuyện của em, chị tin gọi đó là tình đầu. Nó đủ tư cách, nó đủ chất liệu. Bởi vì không có một cái sự thoái qua nào mà cả hai năm mấy, ba năm như vậy. Và mình cũng đã rất là nhiều lần dọn dẹp tâm thế của mình để chờ đợi một cái sự phát triển tốt hơn cho cái mối quan hệ này, nhưng mà nó không có được. Nó là một câu chuyện nghe có vẻ nó không đau nhưng nó cứ buồn một cách dai dẳng nha. Vậy thì toàn bộ những cái trải nghiệm đó cho đến thời điểm này, ngoại trừ chương trình này ra thì những mối quan hệ riêng tư của em á, thì em có bộc bạch cho ai biết không? Thực ra là sau này khi mà mọi thứ nó bình thường lại xong hết rồi. Đúng rồi, xong hết rồi thì em cũng có chia sẻ câu chuyện này với kể cả cái người bạn mà thứ hai mà bạn quen đó, bạn thân của em bây giờ thì bạn cũng rất là bất ngờ. Cái phản ứng của những người được nghe mình kể cái câu chuyện đó như thế nào? Em cũng chỉ chia sẻ với một vài người thôi, đặc biệt là hai cái bạn nữ trong câu chuyện đó luôn thì em cũng chia sẻ. Thực ra chỉ có hai bạn đó biết á, ngoài ra thì có gia đình em nữa. Có ai tiếc nuối không? Hai bạn kia thì nói chung là tất nhiên là không có nói là tiếc nuối hay không rồi. Nhưng mà gia đình, đặc biệt là mẹ em thì mẹ em ủng hộ cho cái việc hai đứa không quen nhau. Mẹ em cũng biết câu chuyện là bạn đó có quen hai bạn nữ kia nữa thì mẹ cũng kêu là thôi không quen là tốt. Rất su cà na cho bạn ấy khi mẹ em đã biết được bạn ấy quen thêm hai bạn nữ kia. Nhưng cuối cùng rồi thì nó cũng đã dừng lại khi mình trở thành một cô sinh viên cuối năm nhất qua năm 2. Vậy thì nhìn lại cái hành trình đó, nó không rõ ràng gì hết nhưng mà nó tốn thời gian. Vậy thì em nhận ra rằng là nó có giá trị đối với trải nghiệm của em không? Có, thực sự thì nếu mà cho lựa chọn lại thì em vẫn chọn như vậy. Không biết là mình có chọn câu chuyện khác hay không, nhưng mà nếu bảo nó bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình thì em không muốn. Vì sao? Tại vì với em nó vẫn là một cái kỷ niệm, với lại nó cho mình nhiều cái cảm xúc đó, mà thậm chí bây giờ ngồi kể lại mình nhiều khi mình vẫn cảm thấy bồi hồi về những cái khoảng thời gian đó. Mình cảm thấy thực sự nó là một cái tình cảm rất là đẹp, mặc dù nó là tình đơn phương. Nếu mà đúng nghĩa hơn thì nó thiên về tình đơn phương nhiều hơn. Nhưng mà em cảm thấy em vẫn rất là hạnh phúc với cái khoảng thời gian đó. Với câu chuyện của em, tính ra nếu mà nuối tiếc thì em nghĩ là em cũng hơi nuối tiếc ở phần em không có bộc bạch ra, quyết liệt đúng hơn rồi, không có quyết liệt hơn. Còn nếu như các bạn cũng đang trong trường hợp như mình thì mình nghĩ các bạn nên quyết liệt một lần, đừng ăn cả ngã về không. Đúng không rồi. Sao hết được thì thôi, đúng không? Thêm một câu hỏi nữa để kiểm định về cái sự đáng giá của tình đầu là sau cái mối tình đầu cho đến thời điểm này thì em có trải qua tiếp mối tình nào nữa chưa? Dạ có. Thế thì cái việc mà mình có những cái mối tình sau này thì cái việc mà mình hành xử với nó đó, nó có cái hành xử nào mà thực tế là nhờ mình rút kinh nghiệm của cái mối tình đầu mà mình hành xử được như vậy không? Chắc chắn là có rồi. Tại vì mối tình đầu là đơn phương của mình, thành ra cái sự hy sinh của mình dành cho người ta nhiều hơn. Còn những mối tình sau thì cả hai phía bắt đầu nó xảy ra những cái mâu thuẫn mà lúc đấy mình cũng là người bắt đầu biết yêu mà gọi là được đáp trả lại. Thật là có những cái mình cũng chưa thực sự gọi là biết cách xử lý hoặc là mình biết cách thông cảm cho người ta. Trước đây là mình tự nguyện, đúng cho rồi. Nên là mình như một cái bóng. Còn bây giờ thì mình đòi hỏi cái sự rồi. Hiện hữu của mình nhiều hơn, đúng rồi, đúng quyền rồi. Lợi của mình nhiều hơn. Dạ. Vì sao em quyết định bật đèn ở giữa câu chuyện? Thực sự thì lúc đầu em cũng còn đang kiểu hơi hồi hộp á. Nên là em muốn mình kể trong một cách thân thiện hơn. An toàn hơn. Dạ, an toàn hơn. Sau đó khi nói chuyện với chị một lúc em cảm thấy em thoải mái, tự tin hơn về cái việc chia sẻ cái câu chuyện này nên em muốn bật đèn.
Em có lo âu rằng là việc mình chia sẻ lại và khi mình bật đèn, nó có thể tạo ra một vài những cái điều không dễ tiếp nhận ở những nhân vật có liên quan không? Dạ không, tại vì thực sự là đến với chương trình hôm nay thì câu chuyện này em đã chia sẻ với những người thân xung quanh, người bạn, đó là chia sẻ hết rồi, đó nhiều khi giờ gặp lại nhau vẫn còn nói chuyện lâu lâu chọc ghẹo nhau vậy á, nên là rất là thoải mái về cái vấn đề đó. Em sẽ hành xử như thế nào nếu như sau khi chương trình của chúng ta được phát sóng rộng rãi, chàng trai trong câu chuyện nãy giờ gọi điện hoặc hẹn gặp em? Em nghĩ em sẽ gọi cho bạn ấy trước. Tiên phát chế nhân, đúng không? Coi như là phủ đầu luôn. Đúng. Vì sao, vì sao? Vì mình rất sợ ở trong thế bị động hay là vì điều gì? Không, không phải là sợ gì hết, nhưng mà mình sẽ chia sẻ. Thực ra sau này em gặp lại bạn ấy lâu lâu, bạn cũng chọc ở nhỏ Ngân đó, ngày xưa thích tao này nọ. Nhưng mà em toàn cười thôi, em không nói gì hết. Đó, giờ em sẽ gọi rồi đó, trước giờ mà hay thắc mắc, bây giờ có câu trả lời rõ ràng rồi đó. Đó, là đúng là ngày xưa thích thiệt. Nhưng mà em cũng sẽ hỏi lại bạn đó là, nhưng mà thực ra hỏi bây giờ cũng hơi kỳ, tại vì bạn đã lập gia đình rồi chị. Ờ đó. Và người vợ cũng là cái người quen đầu tiên đó. Dạ, là vẫn chơi chung nhóm, vẫn đi gặp nhau, vẫn nói chuyện bình thường hết trơn á. Chị cũng hy vọng rằng là sự chia sẻ cởi mở của em nó cũng sẽ nhận được cái sự cởi mở của những người có liên quan trong câu chuyện. À, rõ ràng là chúng ta không thể xóa ký ức. Yeah. Và như vậy thì khi mà ký ức nó đã tồn tại trong cuộc đời của chúng ta rồi thì chắc chắn nó luôn có một cái giá trị về sự trưởng thành của mỗi người. Cảm ơn Ngân rất là nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ở đây và đón chờ những câu chuyện kế tiếp. Nhân của mình trước nhất như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại, cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không biết nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983. Mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Đó, công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Dạ nghe, nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non, là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại một lần nữa. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Mình là cái người sống tốt, cái ưu điểm của mình là mình bạn bè gì đâu. Rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình, mình ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có 2 tình trường mà cũng Lý do chia tay, vì sao mình lại
lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? À, cái hôn nhân mình là có mình okay. Sai là do là không hợp với ông xã. Gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên không mình có nhà không có được, mỗi lần mà sinh đi về rất là khó khăn. Thấy như vậy thấy là cuộc sống hôn nhân nó cũng không có được. Tục quá mẹ ơi, sao nó đi sớm ấy. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi. Thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên quân đội, có cách thì người bên quân đội thì dịu dàng hơn, lại như biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm. Tại vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn Nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn Nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn Nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình các bạn đạo Phật thì cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long Trà Vinh. Chợ Càng Long Trà Vinh. Rồi thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà không biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình mình làm gì tặng bạn Nam trên sân khấu đây? Bạn Nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? Tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm. Chưa có con thì cũng ba tháng qua cũng không nay hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á thì không hiểu nhau á.
vậy thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu gì chị? Giống như cũng vài tháng cũng như không hiểu mà không hợp nhau á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, trung thủy, trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là con cũng của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mập mạp. Rồi, cao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Thằng này mới vui thì. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao, nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi. Quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được. Mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ về. Nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Rồi Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi vậy suy nghĩ đi ha. Rồi. Được rồi ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc là gì ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ á. Rồi. Rồi cảm ơn.